Trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus đã tạo ra con người từ đất sét và nước, rồi thổi hồn cho họ. Sau khi tạo ra con người, Prometheus còn đánh cắp lửa từ các vị thần trên đỉnh Olympus và trao cho loài người, giúp họ phát triển và thoát khỏi tình trạng hoang dã. Vị thần tối cao của Hy Lạp đã trừng phạt Prometheus bằng cách xiềng ông vào một ngọn núi, nơi một con đại bàng mỗi ngày đến ăn gan của ông, nhưng gan lại tự phục hồi mỗi đêm, khiến Prometheus phải chịu đựng sự đau đớn vô tận. Trong thần thoại Bắc Âu mà chúng mình đã kể bên kênh thần thoại gần gũi, Odin cùng hai người em đã tạo ra con người từ hai cành cây. Một trong số những câu chuyện nổi tiếng nhất về sự sáng tạo của loài người trong thần thoại Trung Quốc là câu chuyện về nữ oa, một vị nữ thần được coi là tổ mẫu của nhân loại. Theo truyền thuyết, nữ oa đã tạo ra loài người từ đất sét. Bà nhào nặn từng người một và thổi sinh khí vào họ. Ban đầu, nữ oa tạo ra những người thuộc tầng lớp quý tộc và địa chủ từ đất sét chất lượng cao. Tuy nhiên, khi mệt mỏi, bà sử dụng một sợi dây để quất xuống đất và những giọt bùn bắn lên trở thành những người thuộc tầng lớp thấp hơn. Hay trong Kinh Thánh, Chúa Trời đã tạo ra Adam và Eva, những kẻ được gọi là con người đầu tiên. Có thể thấy, điểm chung của các truyền thuyết trên là một mô típ, một nhân vật có sức mạnh phi phàm, họ dùng sức mạnh của mình để tạo ra con người. Và đương nhiên, những câu chuyện đó chỉ là thần thoại của một nhóm người, một dân tộc hay một tín ngưỡng nào đó. Nó không đại diện cho toàn bộ nhân loại. Vì thế, con người tìm đến khoa học, nơi nói có sách, mách có chứng. Bằng hóa thạch, các khảo cổ đã có thể dần tìm ra nguồn gốc của nhân loại, một chủ đề mà đến thời điểm hiện tại, con người đã có thể biết được rất nhiều về tổ tiên của họ. Thời gian xuất hiện. Các loài linh trưởng là những loài động vật xuất hiện tương đối muộn trong lịch sử trái đất. Hầu hết các loài động vật khác đã phát triển mạnh mẽ và tuyệt chủng từ lâu trước khi các loài khỉ đầu tiên và tổ tiên của chúng xuất hiện. Trái đất có tuổi thọ khoảng 4 tỷ 540 triệu năm và sự sống đầu tiên xuất hiện ít nhất từ 3 tỷ 500 triệu năm trước. Tuy nhiên, phải đến khoảng 50 đến 55 triệu năm trước, các loài linh trưởng đầu tiên mới bắt đầu xuất hiện, tức là 10 đến 15 triệu năm sau khi khủng long tuyệt chủng. Những sinh vật có hình dáng giống linh trưởng đã trải qua quá trình tiến hóa vào cuối kỷ phấn trắng thuộc đại trung sinh, tức là khoảng 65 triệu 500 nghìn năm trước. Và vào thời điểm đó, thế giới rất khác so với ngày nay, các lục địa ở vị trí khác và có hình dạng khá khác biệt. Bắc Mỹ vẫn còn kết nối với châu Âu nhưng không nối liền với Nam Mỹ. Ấn Độ chưa phải là một phần của châu Á nhưng đang di chuyển về phía đó với tốc độ đáng kinh ngạc, gần 20cm mỗi năm. Úc nằm gần Nam Cực, hầu hết các vùng đất đều có khí hậu nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới ấm áp. Hệ thực vật và động vật vào cuối và sau đại trung sinh có lẽ sẽ trông rất xa lạ đối với chúng ta, bởi hầu hết các loài thực vật và động vật mà chúng ta quen thuộc ngày nay vẫn chưa tiến hóa. Các loài bò sát lớn bắt đầu được thay thế bởi các loài thú có vú, trở thành những loài động vật lớn thống trị trên đất liền. Trong số các loài thú có vú, có một số ít loài đẻ trứng cổ đại, đơn huyệt như tổ tiên của thú mỏ vịt và thú lông nhím. Số lượng lớn hơn là các loài thú có túi giống như thú có túi opossum. Các loài thú có nhau thai ít ỏi, tồn tại vào thời điểm đó chủ yếu là tổ tiên của các loài linh trưởng thuộc nhóm ăn côn trùng Insectivore. Phần lớn các loài thú có vú vào thời kỳ này có kích thước nhỏ, từ kích thước của một con chuột cho đến cỡ trung bình của một con chó nhà. Các loài thú có nhau thai ăn cỏ lớn như gia súc và linh dương đầu bò vẫn chưa xuất hiện, cũng như các đồng cỏ rộng lớn mà sau này sẽ phát triển. Các loài gặm nhấm và chim ăn hạt cũng chưa có mặt, sự bùng nổ lớn của các loài thực vật có hoa vẫn chưa diễn ra. Tuy nhiên, các khu rừng với cây lá rộng đã bắt đầu phát triển trên nhiều vùng của trái đất. Linh trưởng cổ đại. Những loài động vật có vú đầu tiên giống linh trưởng, hay còn gọi là tiền linh trưởng, đã tiến hóa từ đầu thế cổ tân Paleocene, từ khoảng 65 triệu 500 nghìn năm đến 55 triệu 800 nghìn năm trước, thuộc kỷ cổ cận và đầu đại tân sinh. Chúng có kích thước và hình dáng tương tự với sóc và chuột trù cây. Các bằng chứng hóa thạch hiện có, dù rất ít và rời rạc, từ châu Á, châu Âu, Bắc Phi và đặc biệt là Bắc Mỹ, cho thấy rằng chúng thích nghi với lối sống trên cây hoặc môi trường khí hậu ấm áp, ẩm ướt. Có khả năng chúng đã phát triển thị giác tương đối tốt, cùng với các chi được thích nghi để leo trèo trên cây. Những loài động vật có vú giống linh trưởng này
thuộc một bộ động vật có vú tên là hình thái Lesiadaph, chúng vẫn là những sinh vật còn rất mơ hồ đối với chúng ta. Những loài bán hầu đầu tiên. Sự khởi đầu của kỷ Eocene khoảng 55 triệu 800 nghìn đến 33 triệu 900 nghìn năm trước, trùng với sự xuất hiện của các hình thái sớm của hầu hết các bộ thú có nhau thai mà chúng ta thấy ngày nay. Ngoài ra, vào thời điểm này, các loài thú có nhau thai với cơ thể lớn hơn và bộ não lớn hơn bắt đầu xuất hiện trong các hóa thạch. Điều này có thể là do lượng oxy trong bầu khí quyển của trái đất đã tăng lên gấp đôi khoảng 50 triệu năm trước. Các loài động vật có vú lớn hơn có số lượng mao mạch ít hơn để phân phối oxy đến các tế bào trong cơ thể. Do đó, chúng cần phải hít thở không khí có nồng độ oxy cao hơn. Bộ não đặc biệt đòi hỏi nhiều oxy. Ngoài ra, các loài thú có nhau thai đang mang thai phải truyền một lượng lớn oxy trong máu của chúng cho bào thai. Sự gia tăng oxy trong bầu khí quyển trùng hợp với một giai đoạn ấm lên toàn cầu tương đối đột ngột từ 5 đến 9 độ C, kéo dài ít nhất 200.000 năm vào đầu thế thủy tân Eocene. Điều này cũng có thể là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tiến hóa nhanh chóng của động vật và thực vật trong thời kỳ này. Nhìn chung, khí hậu của kỷ Eocene ấm hơn đáng kể so với hiện tại. Khi đó, có cá sấu ở Bắc Cực, rừng thông ở Nam Cực và cây cọ hoang mạc ở Bắc Mỹ. Không có băng ở Cực, dẫn đến mực nước biển cao hơn khoảng 100 mét so với ngày nay. Trong số các loài linh trưởng mới xuất hiện vào thế thủy tân, có nhiều loài khá giống với các loài bán hầu hiện tại, như vượn cáo, cu ly và có thể là cả cu ly lùn. Thế thủy tân là thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất của sự phân hóa thích nghi ở các loài bán hầu, có ít nhất 60 chi khác nhau thuộc về hai họ chính là Adapidae, tương tự như vượn cáo và cu ly, và Omomidae, có thể giống cu ly lùn và khỉ trố. Sự đa dạng của các loài bán hầu trong thế thủy tân gần tăng gấp 4 lần so với ngày nay. Các loài bán hầu trong thời kỳ này cũng phân bố rộng rãi hơn nhiều trên toàn cầu so với hiện tại. Chúng sống ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Á. Trong thời kỳ này, chúng đã đến đảo Madagascar, nơi mà chúng phát triển mạnh mẽ cho đến ngày nay. Sự đa dạng phong phú của các loài bán hầu trong thế thủy tân có thể là do chúng không phải cạnh tranh với các loài khỉ và vượn. Vì những loài linh trưởng tiến hóa hơn này vẫn chưa xuất hiện vào cuối thế thủy tân, nhiều loài bán hầu đã tuyệt chủng. Điều này có thể liên quan đến sự giảm nhiệt độ và sự xuất hiện của những loài khỉ đầu tiên trong quá trình chuyển tiếp sang kỷ địa chất tiếp theo là thế tiệm tân khi những loài khỉ hiện đại xuất hiện. Và đó là câu chuyện về những loài linh trưởng và giống linh trưởng đầu tiên. Có lẽ nhiều người sẽ có cảm giác giống mình khi còn bé, được xem movie Doraemon và Hiệp sĩ Rồng, hay mình còn gọi là cuộc phiêu lưu vào lòng đất ấy. Mình đã rất bất ngờ khi trong phim có đoạn nói tổ tiên của con người chỉ là một loài gặm nhấm giống chuột. Chia sẻ đến đây thôi, nếu các bạn có bình luận gì thì đừng ngần ngại comment ở bên dưới video nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Bye bye! Sau khi kỷ nguyên của khủng long kết thúc, kích thước cơ thể của các loài thú có vú trong nhiều dòng dõi khác nhau ngày càng tăng lên khi chúng tận dụng các vùng đất rộng lớn và nguồn thực vật dồi dào do sự tuyệt chủng của các loài bò sát khổng lồ chết đi rồi phân hủy. Những loài thú có vú trên cạn lớn nhất từng tồn tại đã tiến hóa khoảng 40 triệu năm trước, tức là vào cuối thế thủy tân. Rồi chúng phát triển mạnh mẽ trong thế tiệm tân khoảng 23 triệu năm trước. Loài lớn nhất trong số đó là một loài tê giác không sừng, Enrichotherium, sống ở lục địa Á Âu, Eurasia, nặng khoảng 15 tấn và cao 5,5 mét tính từ vai. So sánh với loài voi châu Phi lớn nhất hiện nay, chúng nặng khoảng 6.046 kg và cao 4 mét cũng tính từ vai. Thật không may, thế tiệm tân chủ yếu là một giai đoạn thiếu hụt trong hồ sơ hóa thạch của các loài linh trưởng ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Điều này đặc biệt đúng với các hóa thạch bán hầu. Phần lớn những gì chúng ta biết về chúng đến từ các trầm tích Fayum ở Ai Cập, trong khi khu vực này ngày nay là một sa mạc và 31 triệu năm trước, nó từng là một khu rừng nhiệt đới nằm ở rìa của một cái hồ hoặc biển lớn. Khỉ đã tiến hóa trong thời kỳ đầu của thế tiệm tân hoặc có thể là vào cuối thế thủy tân. Tổ tiên của chúng rất có thể là các loài bán hầu, một số chi khỉ nguyên thủy đã được xác định, trong đó Abidium và Aegyptopithecus là hai chi nổi tiếng nhất.
Apidium có kích thước tương đương với một con sóc béo, nặng khoảng 0,9 đến 1,4 kg. Equidopithecus có kích thước tương đương với một con chó nhỏ, nặng khoảng 5,9 đến 9,1 kg. So với các loài bán hầu, những loài khỉ này có ít răng hơn, mõm ít giống cáo hơn, bộ não lớn hơn và mắt ngày càng hướng về phía trước. Những đặc điểm giải phẫu này cho thấy rằng các loài khỉ nguyên thủy đang dần trở thành những loài sống trên cây trong rừng, hoạt động ban ngày và ăn trái cây cùng hạt. Và chính những loài khỉ này là những loài đầu tiên thuộc phân bộ Anthropoid, tổ tiên trực tiếp của khỉ hiện đại và con người, khỉ hình người. Những loài khỉ nhân hình đã tiến hóa từ các loài bán hầu trong thế tiệm Tân, bằng chứng cho thấy vào khoảng 40 triệu năm trước, khỉ đã xuất hiện ở cả Tân Thế Giới, Nam Mỹ và Cựu Thế Giới, Châu Phi và Châu Á. Khỉ Tân Thế Giới còn được gọi là Plantirrhini, đề cập đến đặc điểm mũi rộng của chúng. Trong khi đó, khỉ Cựu Thế Giới được gọi là Catarrhini do có mũi hẹp và hướng xuống dưới. Vẫn còn khá nhiều điều chưa chắc chắn về nguồn gốc của khỉ Tân Thế Giới. Vào thời điểm Plantirrhini xuất hiện, các lục địa Nam Mỹ và Châu Phi đã tách rời nhau. Do đó, người ta cho rằng khỉ đã xuất hiện ở Cựu Thế Giới và đến Tân Thế Giới bằng cách trôi dạt trên những bè gỗ hoặc băng qua các cầu đất. Do sự cách ly sinh sản này, khỉ Tân Thế Giới và khỉ Cựu Thế Giới đã trải qua quá trình phân hóa thích nghi riêng biệt trong hàng triệu năm. Khỉ Tân Thế Giới đều là loài sống trên cây, arboreal, trong khi khỉ Cựu Thế Giới bao gồm cả loài sống trên cây và loài sống trên mặt đất. Thói quen sống trên cây của khỉ Tân Thế Giới được thể hiện qua đặc điểm có đuôi cầm nắm, prehensile, hoặc đuôi có khả năng bám giữ ở hầu hết các loài. Ngược lại, đuôi của khỉ Cựu Thế Giới không bao giờ có khả năng cầm nắm và thường bị thu nhỏ. Một số loài khỉ Cựu Thế Giới còn có các vết chai ở mông, những mảng da dày trên chỗ ngồi của chúng. Những họ hàng to xác. Trong số các loài linh trưởng thuộc thế Miocene, có những loài là tổ tiên của tất cả các loài vượn người và con người hiện đại. Đến khoảng 14 triệu năm trước, nhóm vượn người bao gồm tổ tiên của chúng ta dường như đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở rìa các vùng đồng cỏ savanna đang mở rộng ở Nam Âu. Những loài vượn này rất có thể thuộc chi Dryopithecus, một chi có ngoại hình tương tự với các loài vượn châu Phi hiện đại. Những loài vượn này tiến hóa chủ yếu trong khoảng thời gian ngắn khi có một đợt nóng lên toàn cầu, bắt đầu khoảng 15 triệu năm trước. Sự nóng lên này đã làm tan chảy một lượng băng đáng kể ở các cực, khiến mực nước biển dâng cao thêm từ khoảng 24 đến 40 mét. Vượn tay dài Gibbon, một loài sống chủ yếu trên cây, có kích thước nhỏ hơn so với các loài vượn lớn. Chúng có mức độ dị hình giới tính thấp, tức là sự khác biệt về kích thước giữa hai giới không rõ rệt. Mặc dù ở một số loài, con đực và con cái có sự khác biệt về màu sắc. Gibbon có cánh tay dài hơn tương đối so với cơ thể, được sử dụng để đu đưa qua các cành cây. Hai loài đời ươi có nguồn gốc từ các đảo khác nhau ở Indonesia, Borneo và Sumatra. Một loài đời ươi thứ ba, Pongo tapanuliensis, được phát hiện vào năm 2017 tại rừng Bangtan Toru ở Sumatra. Đời ươi chủ yếu sống trên cây và có lối sống đơn độc. Con đực lớn hơn con cái rất nhiều và có túi má và túi cổ khi trưởng thành. Khỉ đột Godzilla sống chủ yếu ở Trung Phi. Các quần thể khỉ đột phía đông và phía tây được công nhận là hai loài riêng biệt, Godzilla beringae và Godzilla Godzilla. Khỉ đột có mức độ dị hình giới tính cao và con đực lớn gấp đôi con cái. Ở những con đực già, gọi là lưng bạc, silverback, lông trên lưng chuyển sang màu trắng hoặc xám. Tinh tinh là loài được coi là có quan hệ gần gũi nhất với con người. Tuy nhiên, loài có quan hệ gần nhất với tinh tinh là Bonobo. Bằng chứng di truyền cho thấy, dòng dõi của tinh tinh và con người đã tách ra cách đây khoảng 5 đến 7 triệu năm, trong khi dòng dõi của tinh tinh và Bonobo tách ra khoảng 2 triệu năm trước. Tinh tinh và Bonobo đều sống ở Trung Phi, nhưng hai loài này bị ngăn cách bởi sông Congo, một rào cản địa lý quan trọng. Bonobo có thân hình mảnh mai hơn tinh tinh, nhưng có chân dài hơn và lông trên đầu dày hơn. Ở tinh tinh, những mảng lông trắng ở cuối đuôi chỉ xuất hiện ở con non, trong khi Bonobo giữ mảng lông trắng này suốt đời. Bonobo cũng có giọng cao hơn tinh tinh. Tinh tinh hung dữ hơn và đôi khi giết chết các loài động vật từ các nhóm khác. Trong khi Bonobo không được biết đến với hành vi này, cả tinh tinh và Bonobo đều là loài ăn tạp.
đười ươi và khỉ đột cũng có chế độ ăn bao gồm nhiều loại thực phẩm khác nhau. Mặc dù thức ăn chính của đười ươi là trái cây, trong khi khỉ đột chủ yếu ăn lá cây. Tóm lại, linh trưởng là loài động vật xuất hiện tương đối muộn trên hành tinh của chúng ta. Những dấu vết có hóa thạch sớm nhất của chúng có niên đại từ 50 đến 55 triệu năm trước. Những loài bán hầu Prosimian đầu tiên này đã phát triển mạnh mẽ trong thế thủy tân. Thời điểm đó chưa có loài khỉ hay vượn nào để cạnh tranh với chúng. Đến khi chuyển tiếp sang thế tiệm tân, khỉ bắt đầu tiến hóa từ các loài bán hầu và trở thành nhóm linh trưởng chiếm ưu thế. Nhiều loài bán hầu có lẽ đã tuyệt chủng do sự cạnh tranh này. Đến thế trung tân, Miocene, vượn người đã tiến hóa từ khỉ và chiếm lĩnh nhiều môi trường sống mà trước đó khỉ đã thống trị. Vào cuối thế Miocene, dòng tiến hóa dẫn đến các loài hominin cuối cùng đã trở nên rõ ràng và dòng hominin này bao gồm cả tổ tiên trực tiếp của loài người. Và đó là câu chuyện đầu tiên về những sinh vật mà chúng ta gọi là khỉ. Từ những sinh vật bé chỉ bằng bàn chân chúng ta ngày nay, chúng đã đi lên tiến hóa để thích nghi với thế giới mới. Đây có phải đã là điểm dừng? Liệu chúng sẽ còn đi được bao xa nữa? Quá trình tiến hóa của Hominini bắt đầu sau khi tách ra từ tổ tiên chung với tinh tinh, ước tính xảy ra khoảng 5-7 triệu năm trước. Trong hàng triệu năm, hành tinh của chúng ta đã lơ lửng trong không gian. Hàng triệu sinh vật đã sinh sống trên bề mặt của nó. Nhiều sinh vật kỳ lạ đã xuất hiện trong số đó, nhưng chúng chỉ ảnh hưởng đến trí tưởng tượng của con người. Vì trong cuộc đấu tranh tiến hóa, chỉ có chúng ta là loài duy nhất giành được lợi thế của lý trí. Đạt được điều này không hề dễ dàng. Nguồn gốc của nó bắt đầu từ 20 triệu năm trước. Với những sinh vật ăn trái cây sống trên các cây ở châu Phi, được gọi là Rokonsum, chúng nhảy nhót trên cây, cao hơn những mối nguy hiểm dưới đất, sống nhờ trái cây và lá. Tùy thuộc vào loài, chúng có kích thước từ nhỏ như loài khỉ marmoset cho đến lớn như loài Godzilla. Chúng hầu như không bận tâm đến thế giới bên dưới. Rokonsum leo trèo trên cành cây bằng 4 chân và gần như giống hệt loài khỉ mocap ngày nay. Chiều dài của chi trước và chi sau của chúng bằng nhau, chúng di chuyển dựa vào lòng bàn tay mở thay vì các ngón tay cong. Khá nhiều hóa thạch của Rokonsum đã được tìm thấy ở Đông Phi. Hộp sọ của chúng còn thô sơ, bộ não nhỏ và khá đơn giản. Nhưng kích thước nhỏ tương đối của mũi và răng nanh cho thấy tính không hung dữ, một trong những đặc điểm chính dẫn đến sự phát triển của lý trí. Ardipithecus. Nhưng khoảng 10 triệu năm trước, sự giảm nhiệt độ đã làm cho rừng rậm châu Phi trở nên thưa thớt, khiến chúng không thể di chuyển từ cây này sang cây khác bằng cành cây, buộc phải rời bỏ cây. Một số hậu duệ của Rokonsum đã bắt đầu di chuyển bằng hai chân sau. Ardipithecus là một chi của các loài vượn người cổ đại, sống khoảng từ 5 triệu 800 nghìn đến 4 triệu 400 nghìn năm trước, trong thế thượng tân Pliocene thuộc kỷ tân cận. Những hóa thạch của Ardipithecus được tìm thấy chủ yếu ở khu vực Đông Phi, đặc biệt là tại Ethiopia, trong khu vực Afar, được coi là một trong những tổ tiên trực tiếp của loài người. Ardipithecus thể hiện sự kết hợp độc đáo giữa các đặc điểm của loài khỉ và loài người. Ardipithecus bao gồm hai loài chính, Ardipithecus ramidus và Ardipithecus carapa, trong đó Ardipithecus ramidus được biết đến nhiều nhất và được đại diện bởi cá thể nổi tiếng Ordi, một bộ xương gần như hoàn chỉnh được khai quật vào năm 1990. Ordi có niên đại khoảng 4 triệu 400 nghìn năm và những phân tích về bộ xương này đã cung cấp nhiều thông tin quý giá về sự tiến hóa của loài người. Ardipithecus ramidus có kích thước cơ thể tương đối nhỏ với trọng lượng khoảng 50 kg và chiều cao khoảng 1,2 m. Bộ xương của chúng cho thấy số đặc điểm tiến hóa quan trọng, ví dụ như khi Ardipithecus vẫn có khả năng leo trèo như các loài vượn người khác, cấu trúc chân và bàn chân của chúng đã phát triển theo hướng thích nghi với việc đi đứng trên hai chân. Bàn chân của Ardipithecus vẫn có ngón cái đối diện, có khả năng nắm chặt, nhưng có một số đặc điểm như vòng cung của bàn chân hỗ trợ cho việc đi đứng, tương tự như loài người ngày nay. Hộp sọ của Ardipithecus tuy nhỏ và có nhiều nét tương đồng với loài khỉ, nhưng nó cũng đã bắt đầu phát triển một số đặc điểm nhân hóa như hàm răng ít nhọn và ít chuyên về cắn xé, cho thấy sự thay đổi trong chế độ ăn uống và hành vi. Hộp sọ cũng thể hiện sự thay đổi trong vị trí của lỗ lớn, foramen magnum,
nơi mà tủy sống kết nối với não cho thấy ADBTK đã bắt đầu có dáng đi đứng thẳng. Ngoài ra, môi trường sống của ADBTK là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự tiến hóa của loài này. Chúng sống trong môi trường rừng thưa, nơi mà thảm thực vật không còn dày đặc như trước, buộc chúng phải thích nghi với việc di chuyển trên mặt đất nhiều hơn. Tuy nhiên, như đã đề cập, ADBTK vẫn duy trì lối sống nửa cây nửa đất, vừa leo trèo để tìm kiếm thức ăn trên cây, vừa di chuyển trên mặt đất để khám phá môi trường mới. Australopithecus. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, cây cối trở nên thưa thớt và châu Phi biến thành một vùng đồng cỏ bao la. Khoảng 4 triệu năm trước, những sinh vật mới bước đi trên đồng cỏ, những người Australopithecus mảnh mai, chúng đã thích nghi tốt với ngôi nhà mới của mình. Cách đi bộ bằng hai chân của chúng không quá khác so với chúng ta. Chúng thu thập và ăn mọi thứ và có thể đi bộ hàng dặm không ngừng. Chúng tạo thành những nhóm đoàn kết, giúp chúng chống lại mọi nguy hiểm. Hơn nữa, chúng rất tò mò. Hộp sọ của chúng vẫn mang nét của khỉ, với một chiếc mõm nhô ra và trán thụt vào. Nhìn thoáng qua, rất khó để nhận ra các đặc điểm của chúng ta. Nhưng đầu của chúng được giữ trên một chiếc cổ thẳng, răng nanh nhỏ hơn và bộ não lớn hơn. Khoảng 3 triệu năm trước, loài Australopithecus afarensis ở Đông Phi tiến hóa thành những con người đầu tiên. 2 triệu 500.000 năm trước, tổ tiên của chúng ta đã vượt qua ngưỡng kích thước não 700 gram. Loài đầu tiên thuộc chi của chúng ta, Homo habilis, người khéo léo. Chính Homo habilis là loài đầu tiên chế tạo công cụ bằng đá. Những công cụ thô sơ này được làm từ đá cuội với một vài cú đập, vẫn là những công cụ thực sự để cắt thịt, đẽo gỗ, tự vệ trước động vật ăn thịt và săn mồi. Con người lúc này đã được trang bị vũ khí, cuộc sống trên cây đã bị bỏ lại mãi mãi và đồng cỏ thúc đẩy sự tiến lên phía trước. Có lẽ tình yêu của chúng ta với việc du lịch và khám phá bắt nguồn từ thời đó. Thế giới đầy nguy hiểm, nhưng trí thông minh đã giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, không phải sức mạnh hay sự hung dữ, mà chính trí tuệ đã bảo vệ những con người đầu tiên. Hộp sọ của Homo habilis rất giống với Australopithecus, nhưng kích thước não lúc này đã là 600 gram đến 800 gram, gấp rưỡi so với tiền thân của chúng, khuôn mặt trở nên nhỏ hơn. Homo ergaster. Khoảng 1 triệu 500.000 năm trước, một loài mới xuất hiện, Homo ergaster. Họ trở thành kinh hoàng của đồng cỏ châu Phi. Giáo và công cụ đá là hiện tượng chưa từng có. Ngay cả những loài động vật hung dữ nhất cũng không còn an toàn trước nguy hiểm. Con người trở thành thợ săn. Những bộ xương của linh dương và thậm chí voi được bao quanh bởi các công cụ đá đã được tìm thấy ở Đông Phi. Những vết cắt trên xương động vật là bằng chứng rõ ràng về một giai đoạn mới trong sự tiến hóa của chúng ta. Có lẽ đây cũng là thời điểm con người lần đầu tiên phát hiện ra lửa. Mặc dù bằng chứng về điều đó còn hiếm và không đáng tin cậy, khá nhiều hóa thạch của những con người đầu tiên vẫn còn ở Đông Phi. Di sản giống khỉ trong hộp sọ giờ đã là quá khứ, nhưng hàm của họ vẫn lớn và bộ não của họ chỉ bằng một nửa so với chúng ta. Chiều cao và vóc dáng của họ gần như giống hệt với con người hiện đại. Cơ thể của họ, ngoại trừ phần đầu, hầu như không khác gì so với chúng ta. Họ đã định cư khắp châu Phi và là những người đầu tiên di chuyển ra ngoài. Homo ergaster là một trong những loài người cổ đại quan trọng nhất trong quá trình tiến hóa của con người. Tên của họ ergaster có nghĩa là người lao động trong tiếng Hy Lạp, thể hiện vai trò quan trọng của họ trong việc phát triển và sử dụng công cụ đá tiên tiến. Homo ergaster được coi là một trong những tổ tiên trực tiếp của Homo erectus và có thể là tổ tiên chung của cả Homo sapiens, con người hiện đại, và Homo neanderthalensis, người Neanderthal. Homo ergaster được tìm thấy chủ yếu ở Đông Phi, chủ yếu là ở các khu vực như Kenya, Tanzania và Ethiopia. Họ sống trong môi trường đồng cỏ và rừng thưa, nơi mà khả năng di chuyển nhanh và sử dụng công cụ là yếu tố quan trọng giúp họ sinh tồn. Bộ xương của Homo ergaster cho thấy họ có chiều cao và vóc dáng gần giống như con người hiện đại, với chiều cao trung bình khoảng 1m6 đến 1m85. Cấu trúc cơ thể mạnh mẽ của họ cho phép họ đi bộ đường dài và tham gia vào các hoạt động săn bắn và thu thập. Một trong số những đặc điểm nổi bật của Homo ergaster là sự phát triển của bộ não. Bộ não của họ lớn hơn so với các loài trước đó, đạt khoảng 600 đến 900 cm khối.
lớn hơn so với Homo habilis nhưng vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với con người hiện đại. Sự gia tăng kích thước não này đã cho phép Homo ergaster phát triển các kỹ năng tư duy phức tạp hơn, bao gồm khả năng lập kế hoạch và phối hợp trong các hoạt động săn bắt. Homo ergaster là một trong những loài đầu tiên chế tạo và sử dụng các công cụ đá tiên tiến, được gọi là công cụ Aeschylean. Công cụ Aeschylean bao gồm rìu tay và dao cắt, phức tạp hơn nhiều so với công cụ Odern của Homo habilis. Chúng được chế tạo từ đá lửa hoặc đá cứng khác, với một cạnh sắc để cắt và đập. Việc sử dụng các công cụ này đã giúp Homo ergaster săn bắt và chế biến thức ăn hiệu quả hơn, đặc biệt là thịt động vật. Điều này có thể đã góp phần vào sự phát triển của não. Homo ergaster cũng là loài người đầu tiên rời khỏi châu Phi, di cư về phía Bắc qua Trung Đông và vào châu Âu và châu Á. Sự di cư này có thể đã diễn ra do áp lực từ môi trường hoặc do sự gia tăng dân số. Những dấu vết của Homo ergaster đã được tìm thấy ở các khu vực như Manassai ở Georgia, chỉ ra rằng họ đã di chuyển xa hơn nhiều so với bất kỳ loài người cổ đại nào trước đó. Về mặt văn hóa, Homo ergaster có thể đã phát triển một hệ thống xã hội phức tạp hơn so với các loài trước đó. Họ sống trong các nhóm xã hội lớn hơn và có thể đã phát triển các hình thức giao tiếp bằng ngôn ngữ sơ khai. Các công cụ và cấu trúc xã hội của họ cho thấy rằng họ có thể đã phối hợp trong các hoạt động săn bắt và bảo vệ lẫn nhau khỏi các mối đe dọa từ động vật ăn thịt. Bước tiếp theo là chiếm lĩnh hành tinh, và họ đã thực hiện bước đó. Những vùng đất rộng lớn của hành tinh đã bị chinh phục bởi những chủ nhân mới. Nhưng không phải ngay lập tức, hành tinh không chào đón con người một cách nồng nhiệt. Không bao giờ nên đánh giá thấp thiên nhiên. Trong mọi thời đại, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Những dấu vết của răng động vật ăn thịt trên hài cốt của con người là minh chứng cho điều đó. Tuy nhiên, chính khó khăn đã tạo ra và nuôi dưỡng lý trí. Homo heidelbergensis là những con người tiền sử đầu tiên có kích thước não tương đương với chúng ta ngày nay. Mặc dù khuôn mặt của họ vẫn còn hoang dã, nhưng đôi mắt của họ đã tỏa sáng với ánh sáng mới của lý trí. Họ xây dựng nơi trú ẩn, chôn cất người chết và tạo ra những đồ vật nghệ thuật đầu tiên, dù còn thô sơ. Con người đã trải qua một con đường tiến hóa dài và khó khăn. Tương lai sẽ mang đến điều gì? Lý trí khiến chúng ta chịu trách nhiệm về bản thân. Giờ đây tất cả phụ thuộc vào con người.